Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với cùng em ngày hôm nay. Với chiếc xe em cập nhật và mang tới cho anh chị và các bạn là một mẫu gầm cao 5 chỗ hạng sang của nhà Lexus, được đánh giá là độ bền, độ lành cũng như là cái chi phí bảo dưỡng của chiếc xe nó sẽ thấp hơn so với những dòng xe của Đức. Với chiếc xe Lexus em đang giới thiệu anh chị và các bạn, đây là một chiếc RX 350 sản xuất vào năm 2013, model là 2014, xe lăn bánh với quãng đường là 8 vạn km, ngoại thất trắng, nội thất kem. Xe full bản full đầy đủ tính năng tiện ích ở trên chiếc xe như loa mắc, hai cầu, cam sườn. Xe có hỗ trợ cho anh chị và các bạn đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng Auto 31, số 3133 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn trên văn bản, anh chị và các bạn có thể yên tâm. Và những đường nét tổng quan sơ qua về chiếc xe thì em sẽ quay chi tiết cho anh chị và các bạn cùng tham khảo và cân nhắc. Với hệ thống lốp của chiếc xe được trang bị dàn lốp mít vẫn còn rất là dày dặn. Cùng với hệ thống mâm thì trang bị mâm hợp kim đa lan. Có trang bị những cái phần như là hệ thống lẹt mạ này. Những phần chi tiết về hệ thống kính được dán kính này, thảm trải sàn được trang bị đầy đủ rồi. Với chiếc xe này anh chị mua về sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá đấy ạ. Đây là những cái đường nét tổng quan về phần đuôi, với những cái tiện nghi như là mang lại cho anh chị và các bạn trải nghiệm về tính năng an toàn như là hệ thống cảm biến, cam lùi, hệ thống đèn cảnh báo trên cao. Đấy, những cái tiện nghi, tiện ích của chiếc xe mang lại cho anh chị và các bạn. Các bạn có thể nhìn qua cái phần bóng đèn của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là đẹp nhé. Cốp thì của chiếc xe thì sử dụng là cốp điện rồi. Với cái không gian bên trong thì nó có một cái không gian chứa đồ khá là rộng rãi cho anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ. Có trang bị vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý. Đây là những phần đường nét về keo chỉ hay là những phần tem mác để mình đánh giá được cái độ nguyên bản của chiếc xe. Anh chị và các bạn cùng tham quan và khám phá với em. Đấy, trong quá trình quay, anh chị và các bạn cần em hỗ trợ xem chi tiết rõ hơn ở những cái phần nào thì hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để em có thể là cung cấp đầy đủ những cái thông tin mà anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần tìm hiểu. Ở phần thảm trải sàn này, bác chủ bác cũng nâng cấp đầy đủ từ những phần cốp đến phần khoang lái, cái khoang hành khách. Đấy, đây là những đường nét về hệ thống chỉ cũng như là phần hệ thống cốp điện. Với cốp này của chiếc xe thì nó cũng có trang bị chức năng cốp chống kẹt. Và bây giờ ta sẽ cùng ngắm qua lại chút về phần đuôi, sau đó ta sẽ đi vào chi tiết cụ thể về không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe để anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát nhất về chất lượng của chiếc xe anh chị nhé. Với cái không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai thì nó sẽ có một không gian khá là rộng, cũng như cái độ ngả sâu giúp anh chị và các bạn đi những chuyến đi xa mình có thể nghỉ ngơi thư giãn. Với chất lượng ghế da của chiếc xe thì nó rất là mềm, cũng như cái cảm giác thoải mái trong người ngồi. Có bọc da, những chi tiết da ốp gỗ. Đấy, những đường nét tổng quan về hệ thống táp ly, phím bấm chức năng của chiếc xe nó vẫn còn rất là đẹp. Những con ốc bản lề hay những phần cột kèo, gioăng cao su về má ghế của chiếc xe. Xe sản xuất 2013, trải qua một thập kỷ rồi nhưng mà xe nó vẫn giữ được độ đẹp như này anh chị này. Đấy, những đường nét chất lượng ghế ngồi hay là những cái phần bệ tì tay, cửa gió điều hòa trung tâm, cửa sổ trời được trang bị đầy đủ. Đây là những cái hiện trạng của cái không gian khoang này, hành khách hàng ghế thứ hai. Và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua với em về cái không gian khoang lái của chiếc xe anh chị ạ. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì ta sẽ nhìn từ những cái phần hệ thống cánh cửa vào. Tem mác của chiếc xe thì nó vẫn trang bị đầy đủ, cũng như là hệ thống nhớ ghế 3 vị trí, ghế lái, ghế phụ cũng đều được trang bị đầy đủ. Đấy, đây là những phần chất lượng ghế ngồi bên phụ và hệ thống táp ly, táp lô, các phím điều chỉnh như các chế độ sấy ghế, là mát ghế hay là tút pad, các phần cần số này. Hệ thống giải trí của chiếc xe sử dụng là hệ thống loa Marclay cho anh chị và các bạn cái chất lượng âm thanh tốt nhất. Màn hình giải trí này, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Đấy, tiện nghi option của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn rất nhiều. Bác chủ thì cũng đã nâng cấp cho chiếc xe hệ thống cảm biến áp suất lốp rồi.
Anh chị và các bạn xem mà cần hỗ trợ xem chỗ nào, hãy kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho các bác những phần anh chị và các bạn đang yêu cầu. Đảm bảo anh chị và các bạn có thông tin rõ ràng về chiếc xe cũ đã qua sử dụng, những đường nét về không gian khoang lái hay là những phần cột kèo xoong cao su. Với chiếc Lexus RX 350 sản xuất 2013 model 2014, năm anh với quãng đường là 8 vạn km, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó cũng rất là hợp lý thôi. À, chỉ hơn 1 tỷ chút thôi. Anh chị và các bạn quan tâm hãy kết bạn Zalo, anh sẽ gửi thông tin cụ thể chi tiết cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.